Quý vị và các bạn thân mến, nhắc tới tình yêu tuổi mới lớn thì chúng ta sẽ hình dung ra những cảm xúc rung động đầu đời với sự hồn nhiên, vô tư và trong sáng. Giai đoạn này cũng là giai đoạn mà các bạn sẽ có những thay đổi rất lớn về mặt cảm xúc, hành vi với những người xung quanh và đặc biệt là đối với các bạn khác giới. Có thể dễ dàng nhận thấy tình yêu tuổi mới lớn sẽ là nền móng cho sự phát triển tình cảm trong tương lai của các bạn. Sẽ là những kỷ niệm đẹp, những trải nghiệm bổ ích nếu như các bạn đi đúng hướng, nhưng sẽ là những tự ti mặc cảm nếu như tình cảm đó không trọn vẹn. Và để hiểu rõ hơn về tình yêu tuổi mới lớn cũng như cách ứng xử sao cho phù hợp khi mà các bạn bước vào giai đoạn này, thì trong chương trình hôm nay thì xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với chuyên gia của chương trình. Xin giới thiệu thạc sĩ tâm lý Đới Thị Thu Thủy, giảng viên tâm lý phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai. Rất cảm ơn chị Thủy đã nhận lời mời tham gia của chúng tôi trong chương trình hôm nay. Chào Thanh Tùng, chào quý vị khán giả xem đài. Chị Thủy thân mến, Thanh Tùng cảm thấy rằng là so với trước kia thì dường như là độ tuổi dậy thì của các bạn đang sớm hơn thì phải đúng không ạ? Tùng nói rất là đúng, tuổi dậy thì của thiếu niên có xu hướng sớm hơn trước kia tương đối nhiều. Nếu trước đây thì cái tuổi dậy thì nó khoảng 14-15 tuổi, thì bây giờ cái xu hướng sớm hơn khoảng 13-14 và thậm chí là có nhiều em còn sớm hơn nữa. Cùng với những cái biểu hiện về tuổi dậy thì sớm như vậy thì về mặt cảm xúc dường như là nó cũng đến sớm và rõ hơn so với trước kia đúng không chị? Đúng rồi, tuổi dậy thì nó gắn liền với những cái thay đổi về mặt cơ thể, sự phát triển về sinh lý. Các em có những dấu hiệu của tuổi dậy thì, ví dụ như là những cái dấu hiệu về giới tính phụ, thế rồi những cái biểu phát triển của hàng loạt các cái yếu tố khác gây ra, ví dụ như phát triển của tuyến yên, tuyến thượng thận, rồi cái thay đổi của cảm xúc nó cũng sẽ kéo theo đó. Cho nên các em mới có xu hướng là bộc lộ những cái rung động giới tính sớm hơn. Chẳng hạn như là trước đây thì khi mà tuổi dậy thì 14-15 thì lúc đó chúng ta mới có những cái rung động giới tính, thì bây giờ cái rung động giới tính nó xuất hiện ở tuổi 12-13. Theo chị thì những cái rung động sớm như vậy thì do những cái yếu tố như thế nào tác động? Thực ra thì cái sự rung động giới tính nó do nhiều nguyên nhân, nhưng cái chính vẫn là cái sự dậy thì sớm, cái tuổi dậy thì sớm. Dậy thì đó thì nó do những cái tác động từ môi trường. Bây giờ nhiều khi thức ăn, đồ uống, thế rồi cái quản lý giáo dục của gia đình. Bây giờ trẻ con có thể xem TV nhiều hơn, tiếp xúc với các cái phim ảnh phương Tây cũng sớm hơn. Và đấy cũng là một trong những nguyên nhân cơ bản để dẫn đến cái sự dậy thì sớm ở cái tuổi thiếu niên. Có lẽ là với các bạn thì đây là cái giai đoạn mà các bạn ấy bối rối nhất đúng không ạ? Bởi vì những cái cảm xúc rồi những cái thay đổi nó đến một cách liên tục, và các bạn thì lại chưa hề có một chút kinh nghiệm gì trong cái việc mà đối diện với những điều đó đúng không chị? Thực tế thì cái đó nó cũng đến hết sức tự nhiên thôi. Cùng với sự phát triển thể chất, cơ thể thì những cái rung động giới tính xuất hiện. Bản thân các bạn ý bắt đầu thấy trải chuốt hơn, chú ý đến ăn mặc của mình hơn, rồi cũng điệu đà hơn, đỏm dáng hơn đối với các bạn nữ. Còn các bạn nam thì đôi khi cũng tỏ ra oai hùng hơn, người lớn hơn, chững chạc hơn. Cái đó cũng là cái điều tự nhiên để thu hút cái sự quan tâm của người khác giới. Và sự quan tâm này dần dần nó sẽ bộc lộ bằng cái việc là thinh thích nhau, đấy, cảm mến nhau. Thế rồi từ cái cảm mến thì đôi khi các em có những cái rung động đầu đời. Đấy, những cái tình yêu có thể không, nó không phải là đúng nghĩa của nó, nhưng đấy là cái tình yêu cảm tính. Nhưng nó cũng ảnh hưởng, rồi nó cũng có tác động nhất định đến cái cuộc sống của các em, đến đời sống tình cảm của các em, rồi đến quá trình học tập và sinh hoạt của các em. Thực ra nói một cách là nó đến một cách tự nhiên, nhưng mà phải nói là nếu mà đến tự nhiên mà dồn dập quá thì tất nhiên là sẽ có sự bối rối trong đó, và lúc nào các bạn ở trong suy nghĩ cũng là chúng ta nên làm gì, chúng ta phải làm gì với điều này, phải làm gì với thứ kia chẳng hạn. Và đôi khi là dành quá nhiều thời gian cho những cái suy nghĩ như vậy. Theo chị thì với cái cách mà suy nghĩ nhiều như vậy thì nó có ảnh hưởng gì đến các bạn không ạ? Tùng nói rất là đúng, khi mà mình cứ vẩn vơ tơ tưởng về một cái điều gì đó thì rõ ràng là nó sẽ sao nhãng những cái khác. Thì đối với các bạn học sinh ở lứa tuổi này thì nó cũng bắt đầu biểu hiện là ngồi trầm ngâm hàng giờ đấy, không biết là bạn ấy nghĩ cái gì, có lúc chỉ mơ màng ra ngoài cửa sổ nhìn ngắm một cái gì đó, nhưng mà đầu óc thì trống rỗng, thậm chí là đang nghĩ về những cái tình bạn, rồi những cái trên giới hạn của tình bạn, những cái điểm gì đó cuốn hút ở cái bạn khác giới của mình mà mình đang để ý quan tâm. Thế và điều đó nó cũng dẫn đến là việc học nó cũng sao nhãng.
Thế rồi những cái mối quan tâm khác thì có khi cũng bớt đi. Và cái sự thay đổi này nếu mà mình không dẫn dắt, không định hướng một cách đúng đắn thì có thể nó sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập, đến kết quả rèn luyện. Thế rồi thậm chí là gây ra những cái lo lắng của gia đình, rồi các thầy cô ở trong nhà trường. Thế và đôi khi bạn bè trêu chọc nữa cũng làm cho các bạn ấy lại suy nghĩ thêm, và nó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập của các em. Có một thực tế đó là khi mà các bậc làm cha làm mẹ nếu mà phát hiện ra con mình có dấu hiệu yêu đương thì ngay lập tức sẽ phản ứng rất gay gắt. Bởi vì là cha mẹ nghĩ rằng con mình vẫn còn bé và đây chưa phải là cái lúc mà con dành thời gian của mình ra để yêu đương, mà là phải dành hết thời gian cho việc học tập. Và đôi khi là có những cái phản ứng rất gay gắt đối với con của mình. Vậy thì những cái phản ứng như vậy liệu rằng là nó có ảnh hưởng gì tới con của mình không ạ? Thực tế là mình đã gặp một cái trường hợp con của một chị bạn. Khi được cô giáo chủ nhiệm cũng trao đổi là bắt đầu em mới có bạn trai ở cùng lớp. Thế thì chị ấy làm rất là căng. Việc đầu tiên chị về là lục cặp của con mình, tìm xem là cái điện thoại có nhắn tin cho bạn trai không. Đấy, khi biết là có nhắn tin thì chị ấy bắt đầu bẻ đôi cái điện thoại ra, ném ra ngoài đường, ném sách vở con ra ngoài đường. Thích yêu đương thì đi giao đấy mà yêu đương. Thế và cô bé thì chỉ nằm khóc suốt mấy ngày. Thế rồi chị ấy quyết định là chuyển cái lớp học thêm của con sang lớp khác để không học cùng với bạn trai ấy nữa. Và hàng ngày thay vì bạn ấy tự đi học bằng xe máy thì bây giờ bố mẹ đưa đi, hết giờ đón về, để mục đích là không có cơ hội gặp nhau. Thế thì tôi nghĩ rằng là làm như thế thì thực sự là mình thấy nó quá là căng thẳng. Và đôi khi đối với cô bé này cũng rất là may là cô bé này cô ấy cũng cân bằng tương đối nhanh. Nhưng nếu như phải học một cái cháu khác thì có thể nó sẽ có những cái phản ứng tiêu cực hơn rất là nhiều. Và lúc đó thì hậu quả tôi cũng chưa hình dung là hậu quả nó sẽ như thế nào. Thế sau cái việc này thì chúng tôi cũng có ngồi tâm sự với chị và nói với chị là không nên như thế, cũng cần phải điều chỉnh. Thế nhưng có lẽ là cái gia đình đấy anh chị cũng quen cái cách là rất là nghiêm khắc với con cái, cho nên là cũng không gây ra những cái hậu quả đáng tiếc. Mỗi bậc phụ huynh thì đều có một cách ứng xử riêng cho con mình. Có người thì sẽ như chị nói là sẽ định hướng cho con nên làm như này, nên làm như kia. Nhưng có những bậc phụ huynh thì lại con phải làm như thế này, phải làm như thế kia và áp đặt theo cái ý muốn của mình. Tuy nhiên là ở cái tuổi này thì các bạn đang có rất nhiều sự nổi loạn. Và khi mà càng áp đặt thì các bạn sẽ càng giấu và sẽ càng làm tự làm theo ý của mình. Và đôi khi cái việc tự ý đó nó sẽ mang lại rất nhiều những cái hậu quả không mong muốn, đúng không chị? Đúng rồi. Thực tế là có những ông bố bà mẹ khi biết con mình có những cảm xúc yêu đương như thế thì thường là chê bai, rồi thậm chí là miệt thị, nói những cái từ ngữ rất là khó nghe, mục đích là để cho thôi nó bỏ cái đứa kia đi. Có những bố bà mẹ nói là ô tao chả hiểu làm sao mà mày để chọn được cái đứa xấu điên xấu đảo như thế đấy, hoặc là tôi chả thấy nó có cái gì đáng yêu mà tại sao chúng mày lại đi yêu nó đấy. Thế thì làm cho con bắt đầu sống thu mình lại, không tâm sự gì với bố mẹ. Thế và thậm chí là những cái buồn chán ở trong các mối quan hệ gia đình thì dẫn đến là con có thể sao nhãng chuyện học hành, con tìm đến bạn để tâm sự nhiều hơn. Thế rồi dần dần lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén. Thế nó dẫn đến là có khi các con có những quan hệ vượt quá giới hạn đấy, dẫn đến là mang thai ngoài ý muốn. Thế rồi rất nhiều những cái hậu quả khác, bỏ nhà, đi bụi, đi lang thang, đi chơi bời, và thậm chí là tìm những cái bạn lớn tuổi hơn để chơi. Cho nên nó có thể gây ra những hậu quả vô cùng nặng nề nếu như chúng ta không biết cách định hướng, điều chỉnh để giúp cho con mình có những cái mối quan hệ tốt với bạn khác giới, cũng như là tạo ra những cái rung động đầu đời. Là một người mẹ cũng có con đã trải qua những cái giai đoạn là tuổi dậy thì, vậy thì với chị khi mà lần đầu tiên chị biết con mình bắt đầu có cảm xúc với một bạn khác giới thì lúc đó chị có suy nghĩ và chị đã hành động như thế nào? Thực tế là mình cũng đã chuẩn bị tâm lý về việc này, biết là con bước vào cái tuổi này thì chắc chắn là nó cũng sẽ có những cái rung động. Nhưng có thể nói là tôi cũng thực sự sốc, lúc đấy là giai đoạn lớp 11. Cũng vô tình thôi, mình mới xem được điện thoại của con. Nói thật đấy là một hành động không nên, hành động xấu. Nhưng vô tình là mình xem điện thoại thì thấy là bắt đầu chúng nhắn tin cho nhau, và nhắn khoảng độ 80 tin trong một ngày. Thế mình mới nghĩ là bây giờ học lớp 11 rồi, chuẩn bị lớp 12 rồi, thế mà nó nhắn tin như thế thì học vào lúc nào? Thế mà nếu mà không học thì làm sao mà thi được? Mình toát hết cả mồ hôi hột ra và nghĩ là thôi phải nói chuyện với con như thế nào. Mình hỏi là bây giờ con thì có bạn gái không? Các bạn ở trong lớp với con chơi với nhau như thế nào? Là bình thường, bạn thì đứa nào chẳng có. Thế thì cũng có vẻ tỏ một cái ý là bất hợp tác. Nhưng rồi mình cũng định hướng, mình bảo là thực tế là
mẹ thì có rất nhiều mối quan hệ với các thầy cô ở trong nhà trường, mẹ cũng biết là lớp con có bạn này bạn kia, quý mến nhau, không biết là con có quý bạn đấy không, mình cũng hỏi như thế. Thì bắt đầu nó cũng nói là cũng quý hơn mức tình bạn. Thì bắt đầu cũng dần dần thì con cũng kể với mình những cái chuyện như thế. Rồi cho đến hôm thì thấy là nó mua hai cái áo đôi về, nó giặt đấy, phơi lên, thế mình mới nói với con là mình coi như mình không biết cái chuyện là nó mua áo đôi cho bạn gái, mà mình chỉ nói với con là ơ con mua cho em mình à. Nó bảo không, đấy của bạn con đấy. Thì áo đôi này rất là đẹp, nhưng mà nếu nó đẹp khi mà hai bạn mà lên để cùng nhận phần thưởng cuối năm thì chắc chắn nó đẹp hơn rất là nhiều. Thế thì đấy cũng là định hướng để giúp cho con biết là à, mình có những mối quan hệ đấy, nhưng mình cũng phải chú ý vào việc học tập và việc rèn luyện, và cái đó mới chính là cái đích của mình. Qua những chia sẻ của chị Thủy thì có thể thấy những rung động đầu đời nó thực sự là những cái cảm xúc hết sức đáng yêu của các bạn, đúng không ạ? Và rất là mong là các bạn ấy sẽ biến những cái kỷ niệm đó thành những kỷ niệm đẹp để có thể đồng hành cùng các bạn trong tương lai. Và các bậc cha mẹ thì hãy nên là bạn của con mình, chia sẻ và định hướng cho con làm như thế nào là đúng ạ. Một lần nữa thì rất là cảm ơn chị Thủy đã có những chia sẻ hết sức thú vị trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình ứng xử tuổi mới lớn của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong những số tiếp theo của chương trình.